Trực thăng tấn công đầu tiên do Trung Cộng sản xuất được giới thiệu tại buổi trình diễn phi cơ, tin từ Quảng Đông. Trung Cộng cho ra mắt trực thăng tấn công Z-10 đầu tiên được sản xuất trong nước tại cuộc trình diễn phi cơ lớn nhất tại quốc gia này. Chiếc trực thăng này là điểm thu hút chính của cuộc triển lãm, đã thực hiện một loạt các pha nguy hiểm trên đầu khán giả. Đầu năm nay, chương trình trực thăng của Trung Cộng đã gây xôn xao khi hãng United Technologies cho biết họ đã bán chương trình điện toán cho Trung Cộng để giúp Bắc Kinh sản xuất trực thăng tấn công quân sự đầu tiên Z-10. Các chuyên gia Tây Phương cho rằng phi cơ Z-10 lần đầu tiên được chuyển giao cho quân đội Trung Cộng vào năm 2009, được phát triển thành một trong những loại trực thăng chiến đấu hiện đại và có khả năng nhất thế giới. 650 nhà triển lãm từ 39 quốc gia đã tham dự cuộc trình diễn phi cơ năm nay. Trình diễn phi cơ Trung Cộng được tổ chức 2 năm một lần từ năm 1996, là cuộc triển lãm thương mại hàng không vũ trụ quốc tế duy nhất ở Trung Cộng, được chính quyền Trung ương hỗ trợ.